Nếu quý vị và các bạn đang có ý định đến với Nha Trang, Khánh Hòa trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 tới đây, thì có một hình thức khám phá biển mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ngay sau đây. Đó chính là tour du lịch bằng tàu biển hiện đại. Tour du lịch này chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ấn tượng bằng tàu biển sang trọng với những dịch vụ hiện đại nhất. Neo đậu bên bờ biển Nha Trang, đoạn gần công viên thanh niên, tàu Sun Dream, du thuyền đầu tiên và lớn nhất tại thành phố biển Nha Trang hiện nay, bắt đầu đi vào hoạt động cách đây không lâu, nhưng nhiều du khách đã được trải nghiệm những dịch vụ hiện đại. Với thiết kế 4 tầng để phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, thế nên du khách sẽ có nhiều lựa chọn để mang đến cho mình cảm giác thoải mái nhất khi trên tàu. Có thể là những bữa tiệc đầy sắc màu với âm thanh DJ sôi động, hoặc là không gian lãng mạn với những giai điệu nhẹ nhàng hòa trong tiếng sóng biển, hay đơn giản hơn là những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, gia đình trên boong tàu. Tôi rất thích con tàu này, được đi vòng quanh các đảo. Tôi có cảm giác như mình được trải nghiệm các dịch vụ hiện đại nhất hiện nay. Trên thuyền, du khách còn được hướng dẫn viên chia sẻ, giới thiệu về những thế mạnh du lịch, các nét đẹp đặc trưng của Nha Trang, Khánh Hòa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, du thuyền sẽ cập bến và đưa du khách lên tàu đáy kính, ngắm san hô. Tiếp đó sẽ là hành trình ghé thăm các đảo trong vịnh Nha Trang như Hòn Một, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tằm. Mỗi hòn đảo mang một màu sắc khác nhau, chắc chắn sẽ thổi bùng sự thích thú và đam mê khám phá cho khách du lịch. Tham gia các trò chơi trên tàu rất thích vì nó mang lại cảm giác mới lạ. Hơn nữa, dịch vụ trên tàu cũng không quá đắt, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Lướt trên làn sóng trong xanh, mát rượi cùng với những trò chơi thú vị như mô tô nước, dù bay, lướt ván, lặn biển, Flyboard, chèo thuyền kayak, Sun Dream là tàu duy nhất tại Nha Trang hiện cung cấp những dịch vụ sang trọng phục vụ khách du lịch. Với những điều thú vị đó, du thuyền Sun Dream được xem như một điểm đến, góp thêm lựa chọn mới mẻ cho du khách trong hành trình khám phá vịnh Nha Trang.